Dương Tử và bạn diễn có cử chỉ thân mật, tình ý thật hay chỉ là tạo nhiệt cho Trưởng Tương Tư? Dương Tử và bạn diễn nam trong Trưởng Tương Tư gây sốt vì liên tục trao nhau ánh mắt tình tứ. Trưởng Tương Tư hiện đang là một trong những dự án cổ trang lớn được kỳ vọng. Chính vì có sự tham gia của nhiều gương mặt nổi tiếng hiện nay như Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thử, Trương Vạn Ý, dự án cũng nhận được sự quan tâm của công chúng mặc dù chưa lên sóng. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền một đoạn video ghi lại cảnh hậu trường của Dương Tử và Đặng Vi trên phim trường Trưởng Tương Tư. Trong đoạn video, Đặng Vi liên tục liếc nhìn Dương Tử với ánh mắt rất ngọt ngào. Dương Tử cũng vừa nói chuyện, vừa quay sang nhìn Đặng Vi. Cả hai sau đó nở nụ cười vui vẻ với nhau. Ngay sau khi đoạn video hậu trường được tung ra, nhiều khán giả tỏ ra thích thú với màn tương tác đáng yêu của cặp đôi Đặng Vi và Dương Tử. Trước đó cả hai cũng liên tục bị rò rỉ hình ảnh thật mật trên hậu trường Trưởng Tương Tư. Bên cạnh những khán giả tích cực đẩy thuyền thì cũng có một bộ phận khán giả mỉa mai Dương Tử, cho rằng cô nàng đang lợi dụng mối quan hệ với bạn diễn nam để tạo nhiệt cho bản thân và Trưởng Tương Tư. Lý do khiến khán giả tỏ ra gay gắt với Dương Tử như vậy là bởi vì trong những lần hợp tác trước đây, Dương Tử luôn bị gắn ghép với bạn diễn nam. Hot search liên quan đến tương tác của Dương Tử và bạn diễn cũng liên tục nọt top cao trên bảng xếp hạng Weibo. Điều này khiến cộng đồng mạng quy chụp rằng đoàn đội của Dương Tử rất tích cực chạy bài, mua hot search cho nữ diễn viên. Trưởng Tương Tư là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Đồng Hoa. Bộ phim xoay quanh nhân vật tiểu yêu từ nhỏ đã không cha không mẹ. Nhờ trụ nhan hoa, cô có thể biến thành mọi hình dạng tùy ý, nhưng lại không nhớ nổi hình dạng của chính mình. Tác phẩm xoay quanh câu chuyện ân oán tình thù giữa tiểu yêu, con gái của Sivu, Tây Lăng Hành và Đồ Sơn Cảnh, công tử thế gia Đồ Sơn nhiều đời làm ăn kinh doanh. Tương Liễu, tướng lĩnh quân nghĩa thần nông và biểu ca chuyên húc từ nhỏ chia xa, viết nên một khúc tình Trưởng Tương Tư rung động lòng người. Hiện tại bộ phim Trưởng Tương Tư do Dương Tử, Đặng Vi, Đàn Kiện Thư, Trương Vạn Ý đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu chính thức. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.